Tiếp tục với cái đề học sinh giỏi toán lớp 11 của Ninh Bình năm 2018-2019 nữa nhé. Thì đây là cái câu về chứng minh phương trình có nghiệm. Đầu bài là viết rằng cái phương trình x mũ 5 cộng x mũ 3 cộng 3 x trừ 1 bằng 0 ấy có duy nhất một nghiệm. Nghiệm đó là x0 nào đấy. Hỏi mệnh đề nào dưới đây đúng? Người ta đưa ra bốn phương án về các cái khoảng mà x0 nó nằm trong đó. Thứ nhất là x0 nằm trong khoảng từ 1 đến 2, rồi từ x0 nằm trong khoảng từ 0 đến 1, rồi từ trừ 1 đến 0, rồi từ trừ 2 đến trừ 1. Thế thì ta giải cái bài này như thế nào? Thì chúng ta phải nhớ đến cái cơ sở của nó, cái nền tảng của nó là dựa trên như thế này. Có một cái định lý là nếu như mà với một cái hàm y bằng fx nào đó mà nó liên tục trên cái khoảng từ a đến b, mà nếu mà f tại a với f tại b trái giống nhau, tức là f tại a nhân f tại b nhỏ không, thì cái phương trình f bằng không có ít nhất một nghiệm, có ít nhất một nghiệm, và nghiệm này nằm trong phạm vi từ a đến b. Để nhắc nhanh lại cái định lý, chắc là nhiều bạn vẫn còn nhớ, nhưng mà nhân tiện đây thì thầy nhắc nhắc nhanh lại, nhớ sợ nhớ đâu một số bạn sẽ không nhớ thôi. Đối với hàm y bằng fx mà nó liên tục trong cái khoảng từ a đến b và fa nhân với fb nhỏ hơn không, thì cái phương trình fx bằng không có ít một nghiệm. Là vì thế này, bằng hình ảnh thì thầy nhắc lại một lần nữa cho dễ nhớ hơn. Chúng ta biết là cứ tại x bằng a nào đó, giả sử đây là a, và tại x bằng b nào đó, giả sử đây là b, thì cứ giả vờ là f tại a đã âm, vậy f tại b nó dương đi, thì hàm nó liên tục mà, tức là đồ thị của nó đi một cách liền mạch. Đấy, đi một cách liền mạch thì đi muốn đi từ âm sang dương hoặc là từ dương sang âm mà đi liền mạch không được quãng thì nó phải đi qua trục hoành, cắt trục hoành ít nhất tại một điểm, tại ít nhất một điểm, đúng không? Nó có thể đi lên đi xuống, đi lên đi xuống nhiều lần, nhưng mà chắc chắn là không có cách nào khác mà nó phải đi qua tối thiểu một điểm. Thì cái điểm này chính là cái điểm C nào đấy mà là f tại C bằng bằng không, thì nó chính là nghiệm của phương trình, đúng không? Đấy. Và rõ ràng là C nằm trong phạm vi từ A đến đến B. Thì nhắc nhanh lại như vậy, cái điều này thì đã nói khá nhiều trong lý thuyết rồi. Ở đây người ta cho ta một cái phương trình mà bên trái của chúng ta là một cái đa thức, thì chúng ta xét cái hàm fx. Lúc trình bày ta sẽ viết này, fx bằng x mũ 5 cộng với x mũ 3 cộng với 3x trừ 1, thì rõ ràng là hàm này liên tục trên toàn tập xác định rồi, đúng không? Nó không bị đứt quãng tại đâu cả, liên tục trên R. Một khi nó liên tục trên R thì hiển nhiên là nó cũng liên tục trên các khoảng mà đầu bài đã cho. Bây giờ ta thử kiểm tra xem f đây là a, đây là b, thì f tại a với f tại b có trái dấu nhau hay không? Nếu trái dấu nhau thì chắc chắn là sẽ có một nghiệm trong khoảng AB, tức là trong khoảng từ 1 đến 2, vậy x0 sẽ nằm trong khoảng đó. Ta có f tại mấy? F tại 1 thì bằng, ta x bằng 1 vào đây, 1 cộng 1 cộng 3 là 5, 5 trừ 1 là 4. Ta thay f tại 2 à? F tại 2 vào thì 2 mũ 5 là 32, 2 mũ 3 là bằng 8, 3 x 2 là 6 trừ đi 1, thì cái này 40 cộng với 7 là 4, 40 cộng với 5 là 45, dương mất rồi, hai cái cùng dương. Hai cái cùng dương thì cả hai cái đều nằm trên trục hoành. Thì đi từ một điểm dương sang điểm dương thì chưa chắc nó đã cắt, cũng có thể có và cũng có thể không. Có thể đây, đi từ điểm phía trên trục hoành đến một điểm cũng phía trên trục hoành có nó đi thẳng lên hoặc là đi thẳng xuống. Và chưa chắc nó đã vòng xuống phía bên dưới trục hoành. Có hay không không biết. Tóm lại là chưa có đủ căn cứ để chứng minh là nghiệm nó trong khoảng đấy. 1 đến 2. Xét xem từ 0 đến 1 có được không? F tại 0 thì bằng mấy? Bằng âm 1, đúng không? Chấm phải. F tại 1 thì bằng 4. À, hay quá. F tại 0 bằng âm 1, mà F tại 1 thì bằng 4. Thì suy ra là F tại 0 nhân với F tại 1 nhỏ hơn không? Thì suy ra x0 phải thuộc phạm vi từ trừ 1, à, xin lỗi, từ 0 cho đến gì? Cho đến 1. Được chưa? Đây. Đã phác họa cái hành của thị. Khi x bằng 0, x bằng 0 thì fx bằng -1. Khi x bằng 1 thì fx bằng 4. Điểm này. Tức là nó đi từ điểm này mà lên đến điểm này. Điểm này x bằng 0, điểm này là x bằng 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 bằng, bằng 1. Mà đi một cách liên tục liền mạch. Đi từ âm sang dương thì chắc chắn sẽ phải cắt trục hoành tại ít nhất một điểm. Thì điểm đó chính là gì? X0.
Thì tóm lại là chúng ta sẽ được gì? Đáp án là B, x0 phải nằm trong khoảng từ 0 cho đến 1.